Mỏng đơn của makeup của chị là gồm có R50, K1850, hãy nhớ 84GB, hãy nhớ tam giác và cái túi. Còn cái miếng da cù này em tặng thêm cho chị thì trong quá trình chị không xài, cái chị để trong cái túi này giùm em, đừng có để cát dính vô đây nha. Cát dính vô là nó bị trầy, nó nguy hiểm cái máy đó. Trước giờ chị có xài qua máy ảnh nào chưa chị? Lần đầu tiên luôn. Mới học makeup đây. Đầu tư là nguyên bộ này để dành cho chuyên cho makeup thôi. Chơi vậy là quá xịn rồi. Mua sẵn có đi chơi gì chụp chụp luôn. Tại vì được cái là R50 á, có tiếng Việt xong mọi thứ giao diện của chị là dễ chỉnh hết trơn. Đấy là xài thôi. Thấy chấm màu đỏ đây. Còn ở trên ống kính á, chị sẽ thấy trên đây là có chấm màu trắng. Chấm màu đỏ, chấm màu trắng, hai chấm vuông góc với nhau vậy ha. Chị xoay giùm em. Chị cứ tách một cái gắn ống kính thành công. Còn muốn tháo ống kính ra, chị thấy trên đây nó có chấm này. Ở trên body á nó có nút này. Bấm chút này. Xoay cái này ra, tháo ống kính. Còn sensor của máy ảnh của chị lưu ý giùm em. Trong quá trình á, máy ảnh của chị mà chị không xài thì chị cứ để nguyên ống kính này giùm em, đừng cần tháo ra. Tại khi chị tháo ra vô tình là cái bụi lọt vô đây thì rất là nguy hiểm. Tay của mình không được chạm vô đây. Cái sensor của mình nó rất là dễ bị xước. Và xước làm giảm giá trị cái máy cũng như là giảm chất lượng hình ảnh luôn. Tất cả em bỏ vô túi cho chị mang về cho. Rồi ok, đủ đồ chơi cho chị.